cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video lúc này chúng ta sẽ đề cập đến một cái dạng cân điện tử để cân bệnh nhân trong phòng khám hay trong bệnh viện á, là bệnh nhân mà ngồi trên xe lăn hoặc là nằm trên giường bệnh để cân á anh chị, chứ không phải là cái cân điện tử mà thông thường để cho những người bệnh nhân khỏe mạnh đứng lên cân ha. Nếu mà bệnh nhân khỏe mạnh thì chúng ta có nhiều hình dáng lắm, chúng ta có nhiều sự lựa chọn lắm. Còn video lúc này chúng ta chưa tập trung nói về cái dạng cân nào thì phù hợp nhất và tối ưu nhất cho những cái bệnh nhân mà đang ngồi trên xe lăn hoặc là nằm trên giường bệnh á, mà cần cân trọng lượng. Cân điện tử mà để cân bệnh nhân á, mà trên xe lăn hoặc là trên giường bệnh thì có nhiều hình dáng lắm. Ví dụ ở đây thì anh chị thấy là có một hình dáng nè, nhưng mà cái với hình dáng này nó hơi phức tạp, nó có tới hai cái dốc hai bên nhưng mà nó rời, và cái thường thường cái sàn cân nó sẽ cao hơn và chiếm diện tích trên mặt nền nó lớn hơn, cho nên là với cái dạng cân này thì nó đã có một cái dạng tối ưu hơn, chính là cái dạng cân này đây. Chúng ta chỉ nhẹ nhàng đẩy xe lăn tay lên là cân thôi, và trọng lượng nó hiện ra ở trên màn hình như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Long Khánh, Đồng Nai để chúng ta xem thực tế cái cân điện tử, cân bệnh nhân mà cân điện tử Gia Phát đã lắp đặt thực tế ở đây được sử dụng như thế nào anh chị ha. Với dạng cân này thì sàn cân nó thấp nhất có thể luôn, thấp hơn hẳn so với tất cả các dòng cân điện tử khác, và có dốc ở hai bên nữa, cho nên là mình dễ dàng mình đẩy cái xe lăn tay á, hoặc cái giường của bệnh nhân lên để mình cân, nó nhẹ nhàng hơn tất cả so với những cái dòng cân điện tử khác, cho nên cái cân này mới được gọi là cân điện tử, cân bệnh nhân. Đầu cân các bạn nhìn thiền số thì nó lúc nào cũng ở bên cạnh như vậy đó, để mình cho dễ dàng mình đọc số trọng lượng của bệnh nhân anh chị ha. Chúng ta đã vừa xem video clip cân thực tế của dòng cân điện tử chuyên cân bệnh nhân trên xe lăn tay hay là trên giường bệnh anh chị ha. Tại vì cái dòng cân này nó có dốc ở hai bên, cho nên là mình đẩy cái xe lăn tay hoặc là đẩy cái giường bệnh nhân nó rất là dễ dàng. Và cái dòng cân này nó đặc biệt cái chỗ là nó sàn cân nó thấp nhất có thể, cho nên là có quá trình mình đẩy giường bệnh hay mình đẩy cái xe lăn tay lên nó nhẹ nhàng hơn tất cả so với dòng cân khác trên thị trường. Và cái cân này nó là cái dòng cân mà tiết kiệm diện tích nhất so với những cái dòng cân khác luôn. Và dòng cân này là dễ dàng vận hành và dễ dàng di chuyển nữa. Anh chị xem xong video này mà thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với cái mục đích sử dụng của mình, và mình cần mua nó hay là cần tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật, hay là cần tìm hiểu về kích thước, hay là cần hiểu thêm về cái trọng lượng maximum của cân, thì anh chị cứ liên lạc đến cân điện tử Gia Phát anh chị ha. Và số điện thoại hotline quen thuộc đó là 0909 899 833, thì cân điện tử Gia Phát sẽ sẵn lòng chia sẻ với anh chị nhiều hơn về thông tin của các dòng cân này. Và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái video này nó hữu ích thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip về hướng dẫn sử dụng hoặc là hướng dẫn sửa cân điện tử anh chị nhé. Một lần nữa, kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều đã tham khảo video này, và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.